Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một dự án EROP Hoàn toàn mới luôn ha Đây là cái dự án là vorix org Thì đây là trang Twitter chính thức của dự án Thì trên đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách khai thác cái dự án này Thì anh em có thể là follow cái Twitter để anh em có thể xem Và theo dõi chi tiết Cũng như là tìm hiểu về dự án Chỉ mất chưa đây một ngày để Vorix thông báo tuyển dụng các thống đốc DAO nhiều thành viên vodidal đã quan tâm và đăng ký làm thành viên ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi vodid đang tuyển dụng thống đốc ở nhiều quốc gia bạn có muốn tham gia nhóm vodid không thì hiện tại cái dự án này nó đã phủ sóng à, việt nam ấn độ ha pháp pakistan và hàn quốc rồi phiên bản beta công khai toàn cầu của vodid đã bắt đầu và sức mạnh tính toán đóng góp sẽ được tăng lên đáng kể trong phiên bản beta công khai ngoài ra mời thành viên tham gia sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn rồi. Ok thì uh, quay trở lại cái uh, việc đăng ký của dự án này ha thì anh em sẽ xuống vào mô tả video kết vào link đăng ký cho mình ha. Sau đó nó sẽ hiện cái màn hình đăng ký như thế này. Thì uh, đầu tiên cái dòng đầu tiên anh em sẽ nhập username của anh em vào. Ha. Đó, từ 6 ký 6 đến 20 ký tự ha. Rồi tiếp theo dòng thứ hai anh em sẽ nhập cái email của anh em vào. Dòng thứ ba thì anh em uh, sẽ xác minh cái mã code thì dự án nó sẽ gửi một cái mã code về email thì anh em sẽ nhập vào. Rồi dòng thứ tư là anh em sẽ nhập password ha, từ 6 đến 20 ký tự. Tiếp theo, dòng thứ 5 là anh em sẽ nhập tiếp một cái dòng password tương tự, giống y chang cái dòng phía trên ha. Rồi, dòng cuối cùng là cái mã mời của mình. Thì mã mời của mình này anh em nó đã mặc định sẵn trong cái đường link rồi thì anh em giữ nguyên nha. Sau đó anh em bấm chữ sign up cho mình ha. Rồi, thì sau khi anh em sẽ nhập được tất cả các trường còn lại ha, thì cái trường get code này anh em sẽ nhập cuối cùng thì anh em sẽ bấm get code. Rồi. Sau đó anh em sẽ kéo cái ô này lắp vào chỗ trống. Rồi, anh em sẽ nhập cấp che ha. Anh em sẽ nhập đúng cái số ở phía trên nó đã hiển thị trên đây. Sau đó anh em bấm chữ get code. Rồi, thì nó sẽ gửi một email về anh em vào email ha. Rồi bấm vào. Anh em sẽ copy cái mã này. Rồi anh em sẽ dán vào cái chỗ do code ở đây. Sau đó anh em bấm chữ xin up cho mình ha. Đăng ký bị lỗi. À có thể là bắt buộc nó sẽ yêu cầu là không có ký từ đặc biệt nha. Anh em bỏ ký từ đặc biệt đi. Đó. Rồi như vậy anh em lưu ý là cái phần password anh em chỉ ghi là số à, viết hoa viết thường ha và không có ký tự đặc biệt anh em nha bây giờ mình sẽ tiến hành là đăng nhập vào nha đăng nhập vào rồi anh em bấm chữ sign in cho mình rồi thì trên dự án này hiện tại nó cũng có cái file apk thì à, anh em có thể tải cái file apk về cũng được ha còn hiện tại mình đang review cho anh em trên trang web ha. Rồi thì đây chính là cái trang web của cái dự án ha. Web3 Academy Dow Volrix nè. Rồi sau khi anh em đăng nhập vào cái trang web này rồi ha thì anh em sẽ vào anh em sẽ lưu trang web này lại, anh em vào dấu 3 chấm ở trên. Anh em bấm vào thêm vào màn hình chính cho mình ha. Sau đó anh em sẽ sửa tên lại ha. Dow Volrix rồi bấm chữ thêm. Tiếp theo để, để khai thác được cái con này thì anh em sẽ à, nhìn vào cái góc trái của màn hình phía trên. Anh em có thấy cái biểu tượng nó đang xoay xoay không? Đó, thì anh em sẽ bấm vào đó ha. Thì nó sẽ hiện ra cái màn hình khai thác. Đó, màn hình của khai thác của dự án này ha. À, tiếp tục anh em bấm chữ Star cho mình ha. Bấm mặt Star. Rồi thì nó sẽ hiện ra cái thông báo như thế này ha thì anh em bấm chữ nét tiếp bấm nét bấm nét bấm nét nè bấm nét rồi anh em quay lại <laughs> anh em bấm vào cái biểu tượng xoay xoay ở đây đó thì lúc đó nó sẽ đào anh em nha <laughs> thì hiện tại nó ghi chữ mining là có nghĩa là đang đào còn nó ghi chữ start là anh em bấm vào start để bắt đầu đào nha Tổng số những thành viên đào là 31.735 này. Đó, còn phía này là phần phần team của anh em nha. Để mời bạn bè thì anh em bấm vào chữ invite ở đây. Sau đó anh em, anh em sẽ copy cái mã mời này để chia sẻ cho bạn bè ha. Đó. Còn cái link um, cái link đăng ký thì anh em sẽ kéo xuống dưới này nó có cái phần link đăng ký phía dưới này. Anh em copy để chia sẻ cho bạn bè ha. Đó nó có gồm cả hai link link phía dưới là phần đào nha còn link phía trên là đăng ký cái tài khoản đó thì phần này là phần giới thiệu dự án ở đây đang có một số câu hỏi thì anh em sẽ bấm vào để anh em theo dõi và tìm hiểu thêm về dự án ha rồi thì cơ bản là như vậy anh em nha thì anh em cứ đăng ký ha và hiện tại là dự án này cũng đang trên đà phát triển rất là mạnh ha và đặc biệt trong đó có Việt Nam và các nước ở hiện tại nó đang hiện tại dự án này đang là bản testnet và nó đang là là bản beta, đó. tuy nhiên là anh em vẫn có thể là khai thác và kiếm những phòng quả, cái phần quà cái phần quà của cái token vote ở trên đây, ha, đó. rồi à, thì với cái dự án này thì anh em có thể đào trên web luôn cũng được ha. anh em không cần phải tải apk về chi cho nặng nặng máy, ha. rồi thì um, nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like để ủng hộ video ha những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký và chọn vào chuông phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.